Xin chào mọi người, hôm nay thằng em nó bơm cái hộp mực nha, mình ngồi mình quay nha. Đây cái hộp mực đây, anh em nó hút mực thải ra rồi ha. Đó, đầu tiên là nó sẽ bóc cái má bên trái nó ra nha. Đây, bên này cái hộp mực này là hộp mực tự đổ nha. Đó, hộp mực tự đổ thì chỉ cần hút mực thải ra rồi đổ mực vào thôi nha anh em. Đây, hộp mực thải đã hút ra rồi, đổ ra rồi. Đây, lấy cái đầu vặn vô nha. Đây là hộp mực mới, hộp mực 12A. Hộp này do Canon 2009 rồi HP 1010, 1020. Đó, đang hút mực thải nha. Đổ hút cho nó sạch cái mực cũ lại đi. Nhiều khi hai mực khác nhau, nó sẽ bị mờ hoặc là nó bị lỗi nha. Đó, hộp mực này dùng cho Canon 2009 nè. HP 1010 nè, 1020 nè. Đó, đổ mực nha, các bạn lắc nhẹ nhẹ thôi, đổ nó vào. Đó, đừng đổ mạnh quá nó phụt ra ha. Cái này mình tự đổ được, những cái hộp mực tự đổ là mình có thể tự đổ được. Những cái này thì mình có thể mua ở trên mạng, trên Shopee á, những cái hộp mực tự đổ này. Đó, như vậy mình về là mình đổ vô thôi. Hết mình đổ, đây, các cái dòng máy cho nó ha. Đó, các cái dòng máy hộp mực đây ha. Đó, HP nè, rồi Canon rồi gì đó là ok hết nha các bạn. Đó, đó là hộp mực, như vậy là xong rồi đó. Như là vậy là đổ xong, tại vì cái hộp mực này là rung rất là ok hết nha các bạn. Thì chỉ cần tháo hút mực thải ra, hút mực thải sau khi hút mực thải xong thì mình mở nắp mình đổ vào thôi. Đó, ok đẹp nha. Đó, cũng đơn giản thôi. Có những hộp mực này là hộp mực tự đổ nha các bạn, các bạn không phải tháo ra, không phải tháo rum, không tháo tháo gạt ra gì hết trơn đó. Đó, này cũng đơn giản thôi. Đây, hộp mực nha, hộp mực 12A. Rồi để cô em nó bơm lại cái, cô em bơm lại quay lại nha. Rồi đây hộp mực này nè, tháo cái đầu tiên tháo ra, tháo cái rum ra luôn nha. Rồi lấy cái đẩy đẩy hai cái chốt nó hai bên ra. Đó, lấy cái chốt ra rồi lấy cái trục sạc ra, lấy cái trục sạc ra trước ha. Rồi đây lấy cái nãy nè, đẩy hai cái chốt ở hai bên đầu nó ra để nó giữ cái cụm cụm rum với cái chỗ mực nha. Đó, đẩy nó ra thôi, nó có hai cái chốt hai đầu á. Đó, lấy cái kìm nhỏ lấy ra thôi. Đó, hai cái chốt ở đây nha. Rồi sau đó các bạn mở đôi ra, rồi chúng ta tiến hành, chúng ta hút mực thải nha các bạn. Hút trên mực thải, những cái mực thải cũ nữa các bạn nên hút nó ra ha. Nếu ai không có máy hút thì mình dùng cái thổi mà chuyên bơm mực á, các bạn thổi nó ra, thổi sạch đi nha, vệ sinh cho nó sạch chứ không nó dính vào giấy nhìn lem lem. Mấy thứ hai là những cái mực cũ á, mình nên hút hết ra đổ mực mới. Rồi đây bắt đầu mình tiến hành, mình tháo ra này. Đó, nó có con ốc bên này đó, các bạn tháo ra đó. Rồi đây, cái đầu mà cái chỗ hộp mực nó nằm chỗ này nha các bạn, đổ mực là đổ chỗ này nha. Đây, cậy cái nắp này ra, đó, cậy cái nắp này ra, cậy cái nắp này ra, nắp này nó cũng giòn rồi. Rồi, cậy cái nắp này ra, rồi lấy mực đổ vô nha các bạn, đổ nhẹ nhẹ thôi nha các bạn. Trước khi đổ hộp mực thì các bạn nên lắp cho nó đều đi nha, để khi mực nó vào trong này thì nó sẽ phân bổ đều trong các cái ống, thì mực nó sẽ đều nha. Rồi đó, rồi sau đó đậy lại nha, đó là vệ sinh. Đây, vệ sinh bạn để kỹ lắm. Ngày xưa sao không biết, để đi xăm mình vào nhìn đi bơm mực mà cứ tưởng là đi bảo kê luôn ha. Đó, rồi vặn vào nha các bạn. Bơm cũng dễ thôi nha các bạn, ở trên mạng thì cũng có nhiều video hướng dẫn lắm, thì mình quay sơ thôi, coi thằng em nó làm thực tế thôi ha. Tay nghề thì cao lắm nha, để mới vô tay nghề cao lắm, bơm chắc trong đời chắc bơm mấy ngàn hộp mực rồi ha, kinh nghiệm đầy mình. Đó, rồi xong một cái bên bơm mực nha, còn bên này là mực thải nha các bạn.
thải thì các bạn đổ hết ra, đổ hết mực thải ra, sau đó hút nha. Ở đây nó có một cái gạt nè, đó, cái gạt này, hút ngay chỗ cái gạt này. Nếu mà cái gạt mà nó bị cong rồi đó thì nó sẽ không gạt được mực, mà nó sẽ bị lem nha các bạn. Đó. Rồi, hút hết mực thải cũ đi, hút sạch. Vệ sinh cho nó sạch nha, hộp mực cho nó đẹp, lâu tới khách hàng. Thì bên mình thì có cung cấp luôn cả cả mực in, mực bơm, hộp mực và mút nước. Các dòng như 83, 85, 78, 12A hay là 23, 85 cho bộ rô đời gì đó, mực nước bên mình nhiều lắm nha. Đó. Các bạn cứ theo cái thông tin trên kênh rồi mình liên hệ, rồi có gì mình báo nha. Rồi, đây đây là cái rum nha các bạn. Rồi, em đang vệ sinh cái rum, rồi gắn cái rum vào. Đó, xong úp hai hộp mực lại với nhau. Cái khớp này mình mở ra đó, đó làm sao mà bỏ nhánh vô khớp này được. Rồi, ok, rồi nhánh hai cái chốt nó vào nha. Hai cái chốt hai đầu để liên kết hai cái hộp mực, hai cái bên mực với nhau đó. Đó, đẩy vào. Rồi nắp cái nắp của cái rum lại nha. Cái này để giữ cái rum và khi mà mình bỏ vào trong hộp mực cái nó xoay á, thì cái trục nó sẽ xoay, nó sẽ không bị bung ra nha. Rồi siết con ốc lại. Rồi lau sạch, vệ sinh sạch rồi, test lăn ok là được. Đó, vệ sinh cho nó sạch đi ha. Khi nó tới tay khách hàng là không cần phải nói cũ hay mới nữa. Bên mình thì có bán luôn hộp mực mới nha, hộp mực bơm bơm lại luôn, mình bơm luôn sẵn rồi, chỉ bỏ vào là dùng thôi ha. Cái ai cần thì book ship cái là giao tới nhà nha. Đó, như vậy là xong rồi nha anh em. Rồi cảm ơn anh em hãy cho mình like share video nếu mà thấy có ích nha, thấy vui vẻ ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, cần sản phẩm gì thì gọi mình nha. Hãy bấm like video và follow kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.